khó ngủ, mất ngủ kinh niên cũng ngủ ngon ngay lập tức chỉ với một nắm đậu xanh nấu theo cách này. Quý vị thân mến, rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi là căn bệnh khá phổ biến, không chỉ riêng Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới. Khi càng lớn tuổi, thói quen sinh hoạt và giấc ngủ cũng thay đổi theo đó. Do vậy, dẫn đến các rối loạn như khó ngủ, thời gian ngủ ít hơn, thường xuyên tỉnh giấc từ nửa đêm về sáng, ngủ không ngon giấc, thường xuyên mất ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, suy giảm chất lượng công việc mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, đột quỵ và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Để cải thiện giấc ngủ, nhiều người đã tìm đến thuốc an thần để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, về lâu dài thì việc này cực kỳ gây hại cho sức khỏe. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người tìm đến các bài thuốc điều trị mất ngủ có nguồn gốc tự nhiên. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến phương pháp trị mất ngủ bằng đậu xanh, vừa đơn giản lại hiệu quả cao. Vậy tại sao đậu xanh lại có tác dụng điều trị chứng mất ngủ và cách chế biến đậu xanh trị mất ngủ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm nghiệm ngay dưới đây nha! Quý vị thân mến, đậu xanh là loại họ đậu có chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao với nhiều các vitamin và khoáng chất như vitamin E, nhóm B, các khoáng chất như natri, kẽm, sắt, kali, cùng với các loại chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp chống oxy hóa hiệu quả. Theo các nhà nghiên cứu, đậu xanh còn có tác dụng chống oxy hóa, bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt và kháng viêm. Còn theo đông y, trong đậu xanh có vị ngọt, tính hàn, không độc, giúp thanh nhiệt mát gan, hạ huyết áp rất tốt cho tim mạch và dạ dày. Bên cạnh đó, sử dụng đậu xanh còn giúp cải thiện mất ngủ, kể cả những người mắc mất ngủ kinh niên, sử dụng đậu xanh cũng mang lại tác dụng tốt. Và dưới đây, chương trình xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 5 cách chữa mất ngủ bằng đậu xanh có thể thay cho thuốc an thần mà lại không gây hại cho sức khỏe. 1. Chữa mất ngủ bằng đậu xanh nếu nấu đường phèn. Đậu xanh nấu đường phèn là bài thuốc dễ thực hiện và vô cùng phổ biến trong dân gian để chữa mất ngủ. Các bạn có thể thực hiện bài thuốc này theo các bước như sau. Bước 1. Chuẩn bị đậu xanh tách vỏ 50g, đường phèn 10g, nước sạch 200ml. Bước 2. Các bạn cho đậu xanh cùng đường phèn và 200ml nước vào nồi và đun sôi trong khoảng 20 phút. Bước 3. Khi thấy hỗn hợp sệt lại như chè thì tắt bếp. Các bạn để nguội bớt rồi ăn như chè sẽ giúp cải thiện mất ngủ nhanh chóng. Ngoài ra, còn giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm stress vô cùng hiệu quả. 2. Chữa mất ngủ bằng đậu xanh nấu hạt sen. Hạt sen luôn được biết đến với công dụng trong việc cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon hơn và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Khi kết hợp hạt sen với đậu xanh sẽ phát huy tối đa công dụng và hỗ trợ điều trị mất ngủ nhanh chóng. Để thực hiện biện pháp này, các bạn áp dụng như sau. Bước 1. Chuẩn bị đậu xanh 50g, hạt sen 50g, bột sắn dây 10g, đường. Bước 2. Ngâm đậu xanh trong nước ấm khoảng 30 phút, cho đậu mềm. Hạt sen đem tách bỏ phần tâm sen, sau đó rửa sạch. Bước 3. Đem đậu sau khi ngâm cùng hạt sen cho vào nồi, đổ thêm khoảng 450ml. Rồi đun cho đến khi thấy đậu xanh và hạt sen chín đều, mềm. Bước 4. Tiếp đến cho 10g bột sắn hòa tan vào đường rồi khuấy đều rồi tắt bếp. Để cho hỗn hợp nguội bớt thì đổ ra bát và sử dụng khi còn ấm. Nên áp dụng mỗi ngày để mang lại hiệu quả.
3. Chữa mất ngủ bằng đậu xanh nấu thịt bằm. Đậu xanh nấu thịt bằm là món ăn quen thuộc, vừa cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa giúp dễ ngủ hơn. Các bạn thực hiện biện pháp này như sau. Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. Đậu xanh 50g, gạo nếp 100g, gạo tẻ 30g, thịt băm 100g, cùng các loại gia vị như hành tím, hành lá, tía tô, gia vị. Bước 2. Gạo nếp và gạo tẻ đem vo sạch rồi ngâm trong khoảng 30 phút. Tiếp đến, ngâm nước đậu xanh khoảng 40 đến 60 phút để đậu mềm hơn, sau đó vớt ra và để ráo. Bước 3. Thịt băm đem ướp gia vị rồi cho vào chảo phi thơm cùng hành tím. Bước 4. Cho gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh vào nồi đun sôi cho đến khi hạt nở mềm, nhừ, rồi nêm nếm vừa miệng. Tiếp đến, cho phần thịt băm đã xào vào, khuấy đều, rồi tắt bếp. Đổ cháo ra bát và thưởng thức. Thêm chút hành lá và tía tô ăn khi nóng sẽ ngon miệng hơn và công dụng chữa mất ngủ hiệu quả hơn. 4. Chữa mất ngủ bằng sữa đậu xanh. Sữa đậu xanh là loại đồ uống thơm ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra, sữa đậu xanh còn giúp an thần, dễ ngủ hơn. Để thực hiện biện pháp này, các bạn áp dụng như sau. Bước 1. Chuẩn bị đậu xanh 300g, lá nếp 3 lá, sữa tươi không đường và đường tinh luyện. Bước 2. Vo sạch đậu xanh, sau đó ngâm trong nước ấm khoảng 30 phút để đậu mềm. Bước 3. Các bạn vớt đậu xanh ra rồi rửa sạch lại với nước và cho vào nồi. Tiếp đến, đổ thêm nước sau cho sâm sắp mặt rồi đun sôi tới khi nhuyễn. Bước 4. Khi đậu nguội, hãy cho vào máy xay nhuyễn rồi lại cho vào nồi cùng phần lá nếp đã chuẩn bị sẵn. Bước 5. Đun thêm 2 phút thì cho đường và sữa tươi vào khuấy đều rồi tắt bếp. Để hỗn hợp nguội bớt thì đổ ra cốc và thưởng thức hương vị thơm ngon của sữa đậu xanh, cải thiện mất ngủ dễ dàng. 5. Trà đậu xanh chữa mất ngủ. Đậu xanh pha trà sẽ đem lại hiệu quả tốt trong việc điều trị bệnh mất ngủ. Ngoài ra, uống trà từ đậu xanh còn cải thiện vóc dáng, giảm mỡ máu và các vấn đề liên quan đến tiêu hóa hiệu quả. Cách làm này rất đơn giản, các bạn có thể thực hiện như sau. Bước 1. Chuẩn bị đậu xanh 300g, nước 2 lít, đường và muối. Bước 2. Rửa sạch đậu xanh, sau đó để ráo nước. Tiếp đến cho lên chảo rang đều tay khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Bước 3. Đổ nước vào nồi rồi cho đậu xanh vào đun đến khi thấy hạt đậu nở ra thì tắt bếp. Sử dụng nước trà đậu xanh khi còn ấm, có thể cho đường hoặc muối tùy sở thích. Ngoài ra, có thể ăn phần cái để tăng hiệu quả điều trị mất ngủ. Quý vị thân mến, có thể nói đậu xanh là một trong số ít các loại đậu đem đến nhiều chất dinh dưỡng quý giá, song giá thành lại không quá đắt đỏ và tìm mua được khá dễ dàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được loại đậu này. Vậy những ai không nên ăn đậu xanh? 1. Người đang sử dụng thuốc đông y. Việc ăn đậu xanh trong khi sử dụng thuốc đông y có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Do đó, khi đang sử dụng thuốc đông y, nên hạn chế tiêu thụ đậu xanh để đảm bảo hiệu quả của thuốc không bị ảnh hưởng. 2. Người hay bị chân tay lạnh. Những người có thân nhiệt tính hàn như chân tay lạnh, thiếu lực, lưng chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng. Khi ăn đậu xanh càng làm bệnh tình nặng thêm, thậm chí còn làm đau bụng đi ngoài, dẫn đến mất nước, làm cho cơ bắp và khớp đau nhức, từ dạ dày yếu dẫn đến các bệnh về hệ thống tiêu hóa. 3. Phụ nữ đang có kinh nguyệt. Trong giai đoạn kinh nguyệt, phụ nữ nên hạn chế tiêu thụ đậu xanh vì đậu xanh có vị ngọt và tính lạnh. Những thực phẩm có vị ngọt và tính lạnh có thể gây hại cho tử cung, ảnh hưởng đến sự chảy máu trong kinh nguyệt và làm tăng đau bụng kinh,
Do đó, trong thời kỳ này nên tránh ăn đậu xanh để đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái trong quá trình kinh nguyệt. 4. Người có hệ tiêu hóa yếu. Những người có hệ tiêu hóa yếu nên hạn chế tiêu thụ đậu xanh để tránh tình trạng đầy hơi, đau bụng trong giai đoạn kinh nguyệt hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe phụ khoa. 5. Người có tiền sử dị ứng. Những người có tiền sử dị ứng đối với đậu xanh nên tránh tiếp xúc hoặc tiêu thụ loại đậu này để tránh các phản ứng dị ứng không mong muốn. Nếu bạn có tiền sử dị ứng với đậu phộng hoặc đậu nành, bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng đậu xanh, mặc dù tỷ lệ bị dị ứng sau khi ăn đậu xanh thường thấp. Quý vị thân mến, tuy rằng đậu xanh có nhiều lợi ích dinh dưỡng, nhưng việc ăn nó còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người. Nếu bạn thuộc vào một trong 5 nhóm người trên thì không nên sử dụng đậu xanh hoặc chỉ dùng một lượng nhỏ thôi để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nhé. Bên cạnh việc trị mất ngủ bằng đậu xanh, quý vị cũng có thể lựa chọn những cách điều trị mất ngủ hay cách chữa mất ngủ không dùng thuốc sau đây. 1. Liệu pháp tâm lý. Điều trị mất ngủ bằng liệu pháp tâm lý là một cách trị mất ngủ mà người bệnh không cần dùng đến thuốc. Người bệnh có thể được tư vấn bởi các chuyên gia tâm lý, tìm ra nguyên nhân gây mất ngủ và đưa ra những giải pháp giải quyết chứng khó ngủ. 2. Thư giãn. Với trường hợp mất ngủ do căng thẳng, các áp lực tâm lý, bạn có thể áp dụng các cách trị chứng mất ngủ thông qua việc thư giãn, làm những điều mình thích, tập cách chia sẻ với người thân, bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Từ đó có thể chữa mất ngủ mà không cần phải sử dụng đến thuốc. 3. Tập yoga. Tập luyện các động tác yoga cũng là một cách trị bệnh mất ngủ tại nhà mà không cần sử dụng thuốc. Theo Trung tâm Sức khỏe Bổ sung và Tích hợp Quốc gia Mỹ, có đến 85% người tập yoga cảm thấy bớt căng thẳng và có 55% người sau khi tập ngủ ngon hơn. 4. Châm cứu. Nếu bạn muốn áp dụng các cách chữa mất ngủ không dùng thuốc, bạn có thể thử tìm đến các cơ sở y tế chuyên điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền để thực hiện châm cứu. Phương pháp châm cứu không chỉ cải thiện đau mỏi cơ thể mà còn giúp xua tan căng thẳng để ngủ ngon hơn. Tùy theo từng nguyên nhân, bệnh mất ngủ mà bác sĩ y học cổ truyền có thể cân nhắc dùng các phác đồ châm cứu khác nhau để điều trị mất ngủ, như châm cứu tác động vào huyết hải, tam âm giao, nội quan, thần môn, thái xung, thái bạch, nội quan, tâm du, cách du, túc tam lý. 5. Bấm huyệt. Một cách chữa bệnh mất ngủ cũng đang được nhiều người quan tâm chính là phương pháp xoa bóp bấm huyệt để đả thông kinh huyệt. Theo y học cổ truyền, bấm huyệt giúp kích thích những huyệt đạo tương ứng với các khía cạnh khác nhau của sức khỏe. Bấm huyệt cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, xua tan mệt mỏi. Khi tinh thần thoải mái hơn thì bạn cũng sẽ ngủ ngon hơn. 6. Massage. Nếu bạn khó ngủ nhưng không muốn dùng thuốc, bạn có thể áp dụng phương pháp massage. Một cách chữa mất ngủ tại nhà hiệu quả, các động tác massage tại khu vực đầu, mặt sẽ kích thích máu lưu thông lên não, từ đó giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ cũng như thêm khỏe khoắn, sảng khoái sau khi ngủ dậy. 7. Ngâm chân bằng nước ấm. Trước khi ngủ, bạn có thể chuẩn bị một thau nước khoảng 40 đến 50 độ C và ngâm chân trong khoảng 10 đến 15 phút. Nhiều người cho biết cách trị mất ngủ này thật sự có hiệu quả trong việc giúp tăng cường lượng máu lưu thông, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn ngủ sâu giấc hơn. Hiện nay, trên thị trường có các loại thau, chậu ngâm chân được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, từ sứ đến gỗ hoặc các loại chậu có tích hợp sóng siêu âm kích thích, giúp massage chân và giữ ấm nước để nước không nhanh nguội. Khi ngâm chân, bạn có thể chuẩn bị nước sạch đun sôi hoặc các loại nước thảo dược đều được. Tuy nhiên, nếu muốn áp dụng cách trị mất ngủ bằng việc ngâm chân với nước thảo dược, nên tham khảo ý kiến bác sĩ bởi mỗi loại thảo dược
sẽ có công dụng khác nhau. Để phát huy công dụng của cách hỗ trợ điều trị mất ngủ này, bạn nên lựa chọn tư thế ngồi trên ghế, tựa êm ái, duỗi chân vừa phải, thực hiện ngâm chân mỗi ngày. Khi ngâm, để nước ngập cổ chân khoảng trên mắt cá 2 cm, để nước ấm tác động lên các huyệt đạo, giúp khí huyết trong kinh mạch lưu thông tốt hơn. 8. Thay đổi chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống cũng có tác dụng không nhỏ đối với chất lượng giấc ngủ của bạn. Do đó, nếu muốn áp dụng những cách trị mất ngủ tại nhà không dùng thuốc, bạn có thể bắt đầu bằng việc thay đổi chế độ ăn uống của mình. Ăn uống khoa học và lành mạnh hơn. Một trong những cách hỗ trợ chữa mất ngủ hoặc giúp bạn đi nhanh vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn chính là sử dụng các loại thực phẩm như sữa chua. Thành phần sữa chua có chứa axit tryptophan được chuyển hóa thành chất dẫn truyền thần kinh serotonin và melatonin để duy trì giấc ngủ tự nhiên vào ban đêm. Chuối, tương tự như sữa chua, chuối cũng có chứa tryptophan. Không chỉ vậy, chuối còn có thêm magie và kali, hai chất có lợi cho não bộ, giúp não thư giãn, đẩy lùi stress. Cá, muốn có giấc ngủ ngon, bạn nên tăng cường bổ sung thêm cá vào trong thực đơn ăn uống hàng ngày của mình, bởi cá có hàm lượng protein vô cùng dồi dào, tốt cho sức khỏe não bộ. Hạt sen có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn. Cải bó xôi. Cải bó xôi cũng cung cấp một lượng kali lớn để bạn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trứng. Hàm lượng protein có trong trứng cũng có tác động tích cực đến giấc ngủ của bạn và giúp bạn ngủ sâu giấc hơn. Ngoài ra, để chữa bệnh mất ngủ, nên hạn chế các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ như thực phẩm chiên xào, thức ăn nhanh. Hạn chế sử dụng trà, cà phê, bia rượu và các chất kích thích khác vào buổi chiều tối. 9. Thay đổi thói quen xấu trước khi ngủ. Bạn không thể nào chữa trị mất ngủ nếu vẫn cứ tiếp tục duy trì các thói quen xấu gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Theo đó, trước khi ngủ bạn cần lưu ý: không hoặc hạn chế dùng sô-cô-la. Bên trong sô-cô-la cũng có chứa một lượng caffeine tác động xấu đến giấc ngủ của chúng ta. Hơn nữa, sô-cô-la còn chứa theobromine, một chất kích thích làm tăng nhịp tim, gây khó ngủ. Không uống rượu bia. Uống rượu bia trước khi ngủ có thể giảm chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, thời điểm cơ thể được nghỉ ngơi nhiều nhất. Như vậy, bạn dễ ngủ chập chờn, không sâu giấc, tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, mệt mỏi. Hạn chế uống cà phê vào chiều tối. Tác dụng của caffeine có thể kéo dài đến 12 giờ sau khi tiêu thụ. Do đó, uống cà phê vào buổi trưa hoặc chiều có thể dẫn đến việc trằn trọc khó ngủ vào ban đêm. Phương pháp trị mất ngủ đơn giản, hiệu quả chính là chỉ uống cà phê hoặc tiêu thụ thực phẩm làm từ cà phê vào buổi sáng. Không uống quá nhiều nước vào buổi chiều muộn. 70% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy, việc uống đầy đủ lượng nước trong ngày là việc vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, bạn không nên uống một lượng nước lớn trước khi đi ngủ, vì như vậy sẽ làm bạn mắc tiểu vào giữa đêm, khiến bạn thức dậy để đi vệ sinh, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Ăn thực phẩm quá béo hoặc quá cay. Các loại thực phẩm này sẽ khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, dễ dẫn đến trào ngược axit, gây cảm giác khó chịu, không ngủ được. Vận động với cường độ cao, vận động quá mức sẽ làm tăng nhịp tim, khiến cơ thể bị kích thích, khó thư giãn và đi vào giấc ngủ ngon. Suy nghĩ về công việc. Trước khi ngủ, suy nghĩ về công việc quá nhiều khiến bạn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng, trằn trọc, khó ngủ. Do đó, cách trị mất ngủ cho những ai hay gặp áp lực trong công việc chính là hạn chế nghĩ về công việc tối thiểu 1 tiếng trước khi ngủ, bằng cách ngồi thiền định hay tập thở. Ngủ không theo lịch trình cố định, việc ngủ đúng giờ cũng tạo nên thói quen nghỉ ngơi cho não bộ. Để có giấc ngủ tốt, chúng ta nên đi ngủ một thời gian cố định trong ngày. Nếu phải làm việc ca đêm thì có giấc ngủ bù hợp lý. 10. Thay đổi không gian ngủ thoải mái.
không gian phòng ngủ thay đổi cũng sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu bạn muốn lựa chọn các cách trị mất ngủ không dùng thuốc, hãy thử thay đổi không gian phòng ngủ của mình bằng một số yếu tố như: đảm bảo phòng ngủ không có quá nhiều ánh sáng. Với phòng ngủ có ánh sáng tự nhiên nên thiết kế cửa sổ có rèm che để chắn ánh sáng khi không cần thiết, đặc biệt là vào ban ngày. Còn với phòng ngủ có ánh sáng nhân tạo nên chọn đèn có ánh sáng nhẹ nhàng, ấm nóng. Nhiệt độ phòng ngủ. Nhiệt độ phòng ngủ cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý. Không nên để phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh mà nên dao động trong khoảng 26 đến 28 độ C để ngủ ngon hơn. Màu sắc trong không gian phòng ngủ. Bạn không thể bỏ qua yếu tố màu sắc nếu muốn có một không gian phòng ngủ để ngủ ngon. Màu sắc có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ, trong đó chủ yếu là màu sơn tường, màu của nội thất phòng ngủ. Các chuyên gia cho biết, một trong những cách trị mất ngủ đơn giản chính là thay đổi màu sắc phòng ngủ. Ưu tiên các gam màu nhẹ nhàng, dễ chịu để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Màu pastel, màu be nhạt, xám, vàng nhẹ, trắng. Không để thiết bị điện tử trong phòng ngủ. Hạn chế để tivi, các thiết bị giải trí trong phòng ngủ sẽ giúp khắc phục được thói quen dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ. Ánh sáng xanh từ các thiết bị này sẽ ức chế khiến não bộ không thể tiết ra melatonin. Đây là hormone giúp con người cảm thấy buồn ngủ và ngủ ngon hơn. 11. Không dùng chất kích thích. Sử dụng các chất kích thích như cà phê, rượu bia có thể gây hưng phấn trung tâm thần kinh, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Do đó, cách chữa mất ngủ không dùng thuốc đơn giản mà hữu hiệu chính là hãy hạn chế dùng chất kích thích, mà thay vào đó bạn có thể uống một cốc nước ấm. 12. Hạn chế ngủ trưa quá lâu. Khi bị mất ngủ, chúng ta thường cố gắng ngủ trưa nhiều hơn để bù đắp lại cho cơ thể. Tuy nhiên, việc ngủ trưa quá mức sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vào buổi tối. Do đó, vào buổi trưa, bạn chỉ nên có một giấc ngủ ngắn 10 phút, 30 phút tùy từng trường hợp, nhưng tuyệt đối không được ngủ trưa quá 60 phút. Quý vị thân mến, trên đây là những cách trị mất ngủ rất hiệu quả mà nhiều người đã áp dụng thành công. Tuy nhiên, nếu đã áp dụng các biện pháp nêu trên mà giấc ngủ của quý vị vẫn không được cải thiện, thì quý vị nên đến các trung tâm y tế, chuyên khoa tâm, thần kinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế uy tín để xác định nguyên nhân gây mất ngủ và có phác đồ điều trị phù hợp. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh Cuộc Đời Giá Trị nha!